Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Kiêng kỵ khi đi lễ chùa Phật ngày đầu năm. Đây là chín cái điều mà chớ dại cầu khấn kẻo tổn hao phúc khí tài lộc tiêu tán. Dưới đây là những cái điều mà không nên cầu khi đi chùa đầu năm. Gia chủ chớ dại phạm phải kẻo là đánh mất cái phúc khí, cái lộc lá tiêu tán, năm mới họa ập xuống đầu. Chúng ta biết rằng là người Việt thường đi chùa đầu năm để cầu mong gia đình có được một cái năm mới may mắn bình an. Vậy nhưng bạn tuyệt đối không được cầu chín cái điều dưới đây, kẻo bị bề trên trách tội. Thứ nhất là đừng cầu thân thể không bệnh khổ. Lời Phật dạy có nói sinh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi trong một kiếp người, là cái vòng luân hồi thuận theo tự nhiên. Vậy nên là nếu cầu không bệnh khổ thì chẳng khác nào bạn đang muốn cải số, điều hoàn toàn không thể. Bệnh nào có thuốc đấy, sau những cái lần bước qua bể khổ, bạn mới biết trân trọng cái thân thể và giữ gìn sức khỏe. Thứ hai là đừng cầu không khó khăn. Những ai thành công mà không phải nếm mùi thất bại, chẳng ai giàu có mà không phải nỗ lực vươn lên từ những cái khó khăn. Càng nằm gai nếm mật thì bạn càng kiên cường, càng bản lĩnh để vượt qua mọi cái trở ngại. Lúc ấy là chẳng cần cầu khấn gì, thì thành công ắt tự tìm đến tận cửa giúp bạn có được cái cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn. Thứ ba là đừng cầu tâm không khúc mắc. Phải có những cái khúc mắc thì bạn mới không trở nên ngạo mạn. Phải học cách tháo gỡ những cái rối rắm, bạn mới biết cách hành xử sao cho khéo léo. Và cái điều thứ tư là đừng cầu lợi về mình. Thay vì đòi hỏi cái quyền lợi cho bản thân, ôm hết sung sướng vào người, bạn cần học cách chia sẻ yêu thương đồng loại. Nhận lấy phần thiệt lại là cách để bạn sống an yên, vui vẻ hơn rất nhiều khi tranh giành phần nhiều. Điều thứ năm là đừng cầu dễ thành công. Chẳng có thành công nào mà không phải trả giá bằng những mồ hôi nước mắt. Nghịch cảnh chính là cái bàn đạp để người có chí tiến thủ vươn lên, là cách phân loại người tài chính xác nhất. Điều thứ sáu là đừng cầu danh lợi. Phật dạy là người tham danh lợi dễ bị đọa vào luân hồi. Thế nên thay vì muốn được sung túc an nhàn, được ban phúc ban lộc, bạn hãy nỗ lực cống hiến, không ngừng vươn lên để có được những gì mình mong muốn. Thứ bảy là đừng cầu mong được báo đáp. Làm việc thiện đừng bao giờ đòi hỏi người khác đáp đền, cũng đừng suy tính thiệt hơn, ví như bố thí cho người khác. Đừng mong nhận được ân đức, bởi lẽ nếu làm điều thiện cứ mong đền ơn đáp nghĩa thì đấy chính là vụ lợi. Thứ tám là đừng cầu may mắn. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Những kiếp nạn ta phải gánh chính là những cột mốc không thể thiếu trong cuộc đời. Bởi nhờ nó mà ta trưởng thành vững vàng hơn trước sóng gió gian truân. Hơn cả khi người khác hàm oan nói xấu sau lưng bạn, cũng đừng biện bạch nửa lời, đừng chấp nhận bỏ ngoài tai tất cả những thị phi mới là cái cách để tâm an. Và điều thứ chín là cái điều cuối cùng trong chín cái điều mà không nên cầu, ở đây là đừng cầu người khác giúp mình. Thay vì dựa dẫm vào người khác thì tự lực cánh sinh mới giúp bạn mạnh mẽ vượt qua sóng gió. Càng ý lại vào người khác, bạn sẽ càng trở nên vô dụng hơn. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 9 điều không nên đi cầu lễ chùa đầu năm mới. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho các bạn được những thông tin bổ ích hơn, và chúc các bạn năm mới gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc
Những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.